Chào bạn, chúng ta tiếp tục phần 10 xây dựng website với phân hệ là display. Và bài ngày hôm nay chúng ta sẽ xây dựng cái phần header cũng như phần footer của một cái trang web. Thì để bắt đầu xây dựng một cái phần header và một cái phần footer cho một cái ứng dụng web thì chúng ta sẽ thực hiện một số cái thao tác như sau. Trước tiên chúng ta sẽ xem lại cái giao diện của nó. Đây chính là cái giao diện trang web mà chúng ta cần. Và đây chính là cái giao diện mà chúng ta sẽ xử lý trong toàn bộ cái dự án của chúng ta. Thì cái phần trên đây được gọi là cái phần header. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể thay thế và chỉnh sửa một số cái phần header ở trong đây. Và phần header này nó sẽ được giữ lại. Thì bây giờ để chỉnh sửa được thì chúng ta sẽ vào trong cái phần size master. Ở cái phần gọi là thái thô của trang web của chúng ta chính là cái phần thái thô này như thế này. Thì chúng ta sẽ không sử dụng cái phần này mà chúng ta sẽ sử dụng là website bán hàng. Chúng ta sử dụng cái tên ha, cái tên gọi là home shop. Sẽ bán hàng home shop. Ok. Shop. Rồi. Ok, giả sử như là vậy. Shop thì chúng ta viết cho đúng luôn. Rồi ok. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là khi các bạn sửa rồi các bạn refresh lại thì cái chữ ở đây nó phải xuất hiện là cái website bán hàng home shop của chúng ta. Còn nếu mà nó xuất hiện cái khác là chúng ta cần phải xem lại. Homepage nó vẫn không ra được cái đó. Lý do phần homepage nó ra là ở cái phần trang default. Các bạn lưu ý khi mình vào cái trang default.axbx này có cái phần gọi là homepage, thái thô của nó chúng ta bỏ cái này đi. Thì nó sẽ không lấy cái phần homepage mà nó lấy ở cái tiêu đề của cái phần thái thô của cái site master, và rõ ràng cái này nó đã chạy được rồi. Ở đây khi cần hỗ trợ thì gọi số này thì chúng ta sẽ sửa lại. Chúng ta sẽ sửa lại đây. Chúng ta gọi là hỗ trợ. Ok, hỗ trợ xin vui lòng gọi đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ có một cái dãy số của chúng ta, đó chính là số điện thoại. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai đó là chúng ta sẽ thêm một cái phần này nữa, phần spam này. Các bạn bỏ cái spam này đi, cái spam này nó bị dư. Rồi đây là cái thứ nhất hỗ trợ. Cái thứ hai là những cái menu nhỏ nó nằm ở phía trên trang web của chúng ta. Đây là đăng ký. Đây, đăng ký, đăng nhập, rồi check out tài khoản của tôi ha, vân vân. Thì ở đây các bạn có thể sử dụng ở phần này, đó là đăng ký. Rồi, đăng nhập. Rồi, những cái phần này chúng ta không có xài thì chúng ta bỏ đi. Khi nào cần thiết thì chúng ta sẽ sử dụng nó. Rồi, cái tiếp theo đó là nó khi mà chúng ta thực hiện được một cái giỏ hàng thì nó sẽ có ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ có ghi là giỏ hàng của bạn. Rồi. Ok, phần card này chúng ta bỏ nó đi. Rồi. Rồi chúng ta sẽ div id ul wrapper. Rồi. Này, đây là số tiền. Số tiền 0VND. Rồi. Đây là không sản phẩm. Thì cái này thì khi mà chúng ta làm việc qua với phần product thì chúng ta sẽ thể hiện nó bằng những con số và được lập trình sẵn. Rồi cái phần này là cái phần drop down là chính là cái phần này. Đây chính cái phần này đây nè. Không có cái sản phẩm trong giới hạn của bạn. Ở đây các bạn có thể bỏ nó đi. Chúng ta chưa nhất thiết chúng ta phải làm cái này. Rồi. Ok. Rồi cái tiếp theo đó là cái menu nó nằm ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ thay đổi là cái menu. Cái menu thứ nhất đây là cái menu trang chủ. Trang chủ cái thứ hai đó là sẽ là giới thiệu trang web. Giới thiệu trang web của chúng ta. Cái thứ ba ở đây chúng ta bỏ nó đi. Cái thứ ba là tin tức sự kiện. Rồi ở đây là liên hệ. Đấy. Còn nếu mà các bạn cần thiết nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta thêm vào cái menu ở phần này. Rồi chúng ta refresh lại để chúng ta thấy được cái giao diện mà chúng ta đã thực hiện. Còn đây cái home shop này là cái phần hình nên là chúng ta sẽ không thay đổi.
Và các bạn thấy website chúng ta đã bắt đầu ra được cái giao diện giỏ hàng của bạn là không sản phẩm. Đấy, ok. Rồi chúng ta click vô đây nó cũng chưa có gì ha, tại vì chúng ta đã chú thích cái phần này này đi rồi. Khi cần thiết, đặc biệt qua phần sản phẩm chúng ta sẽ quay lại cái chỗ này. Rồi, đây là trang chủ giới thiệu tin tức sự kiện liên hệ. Rồi, ở đây thì phần category này, đây chính là cái sản phẩm của chúng ta. Chúng ta sẽ sửa luôn. Đây là sản phẩm. Đây, sản phẩm. Ok. Rồi, đây là những cái danh mục sản phẩm mà chúng ta cứ để đó, do chúng ta chưa có thực hiện cái phần sản phẩm này. Rồi, cái tiếp theo đây là những cái sản phẩm mới thì đây chúng ta cũng chưa có quan tâm. Và chúng ta đã thay đổi xong cái phần header. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị qua cái phần footer để chúng ta tiếp tục và chúng ta chỉnh sửa nó, và các bạn thấy rõ ràng không? Rồi, phần footer ở đây là thông tin của công ty, rồi tại sao chúng ta phải mua hàng từ cái trang website của chúng ta, ở cái thông tin tài khoản của người dùng và thông tin liên hệ. Thì ở đây chúng ta sẽ xuống cái phần footer để chúng ta có thể thực hiện được phần này. Rồi thì ở cái phần footer thông tin đây. Chúng ta có thể viết là thông tin. Rồi, về chúng tôi, về chúng tôi thì các bạn có thể cung cấp những cái thông tin gì đó. Rồi, ở đây chúng ta có thể đưa ra những cái dịch vụ khách hàng, nghĩa là những cái mà tốt nhất chúng ta chăm sóc khách hàng chúng ta đưa ra ở phần này hết. Rồi, tìm kiếm nâng cao gì đó, không? Vân vân. Rồi giả sử như là cách vận chuyển đi. Đấy, cách vận chuyển giả sử là như vậy. Rồi, liên hệ với chúng tôi, liên hệ với chúng tôi. Ok. Thì tất nhiên là những cái trang web này chúng ta sẽ thực hiện nó sau. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có cái phần gọi là tại sao mua hàng của chúng tôi. Đó. Rồi, hay nó khác hơn là những cái thông tin mà đến đến với chúng ta, ví dụ như là mua hàng ở chúng tôi thì chúng tôi sẽ có là gọi là những cái gọi là cái giao dịch, giả sử như vậy. Các bạn cứ viết vô những cái gì mà khách hàng chúng ta cần, những dịch vụ khách hàng. Rồi giả sử như ở đây tôi bỏ hai cái phần này đi. Rồi sitemap, rồi tìm kiếm trên Google. Đó, rồi giao dịch tốt nhất. Rồi, đó cái gì đó thì khách hàng chúng ta chỉ cần click vào để họ sang cái thông tin đó để xem. Rồi về cái tài khoản thì cái phần này chúng ta có thể không xài cũng được, tại vì tài khoản chúng ta đã có ở trên phần trên đây rồi, dưới đây chúng ta không cần thiết chúng ta sử dụng. Hoặc là các bạn có thể sử dụng bất cứ một cái gì đó để nó thay thế cái phần này. Bây giờ tôi không có xài thì tôi bỏ đi cái phần này. Rồi, ok. Rồi tới cái phần contact và cái phần liên hệ với chúng ta thì chúng ta sẽ có cung cấp cho họ cái số, giả sử như là số điện thoại là 0942 09 123456789. Rồi, giả sử đây chúng ta cũng có thể có một cái số fax, đó là 0912345678, giả sử là như vậy. Rồi, ở đây thì nó sẽ liên kết với chúng tôi. Rồi, thì các bạn có thể liên kết thông qua Facebook, thông qua Twitter, thông qua Skype, thông qua LinkedIn, Ripple, vân vân. Đó thì có gì cái này chúng ta sẽ chỉnh sửa nó sau. Rồi cái tiếp theo đây là bản quyền. Chúng ta có thể ghi là bản quyền như thế này. Đây. Chúng ta nên ghi ghi tiếng Việt bản quyền thuộc về công ty Home Shop. Rồi, thiết kế bởi, giả sử như vậy. Thiết kế bởi bởi ai nè, có thể là bởi của công ty, của doanh nghiệp gì đó, vân vân. Thì tôi để đây là Home Shop. Ok, ở đây nó sẽ ra cái trang web trang chủ luôn, nó sẽ ra như thế này. Ok, đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem lại nguyên cái layout khi chúng ta đã thay đổi cái phần header và cái phần footer, và chúng ta sẽ thấy được những cái kết quả từ cái ứng dụng này. Và các bạn thấy chúng ta đã có liên hệ với chúng tôi rồi như thế này, rồi thiết kế bởi công ty. Rồi về cái menu, phần hiển thị ở trên menu, rồi banner, rồi phần footer nằm phía dưới,
Còn chỗ này nó rớt xuống thì các bạn có thể xem lại. Chúng ta có thể thiếu một cái phần nào đó. Đúng rồi, ở đây là chúng ta thực hiện nó là dạng bốn cột. Nên là cái cột này nó không có thì chúng ta cứ để như thế này. Đó. Giả sử là như vậy, rồi chúng ta refresh lại, chúng ta coi coi lại cái chỗ này coi như nó đã chạy ra bên đây chưa. Rồi các bạn chờ cái kết quả. Rồi sau đó chúng ta có thể bỏ đi cái nội dung là My Account ở chỗ này, chúng ta có thể bỏ đi. Ok. Chúng ta xem lại cái trang này. Hai cái phần này nó là một. Đúng rồi, như vậy chúng ta bỏ luôn. Sorry các bạn, ta bỏ luôn thế này. Tại vì hai cái phần này là một thôi. Đó, ok. Rồi liên hệ với chúng tôi. Không cần thiết nhiều quá, dài dòng quá, chúng ta liên kết với chúng tôi đó. Chúng ta bỏ đi, chúng ta bỏ cái chữ chúng tôi đi, chữ liên hệ và liên kết thôi. Hoặc có thể chúng ta để liên hệ qua bên đây, rồi liên kết chúng ta qua một bên cũng được. Ok, vậy thì tôi sẽ đưa cái phần liên kết qua một bên đi cho nó dễ trong web của chúng ta. Bằng cách nhào đây. Ở đây tôi sẽ đóng một cái div lại luôn. Tôi sẽ đóng một cái div. Rồi ở đây tôi sẽ mở một cái div mới. Tôi mở một cái div mới. Ok, trong cái div này tôi sẽ có div bên đây, div ở đây. Và rồi nên sẽ refresh lại, nghĩa là các bạn làm một cách nào đó để cho cái phần này cho nó rớt qua bên đây để chúng ta có thể định dạng của trang web đẹp nhất. Rồi ok, như vậy thì chúng ta thấy, và đây là cái nút mà quay trở về phía trên, như khi mà chúng ta trở về trên nó lại không xuất hiện. Đây khi chúng ta kéo xuống càng về dưới nó sẽ xuất hiện, và khi người dùng click vô nó sẽ quay trở về ở trên. Đấy, vậy thì đầu tiên chúng ta đã biết được cái cách để xử lý cái phần header và cái phần footer. Ok, loạt video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.